Chào các bạn, mình là Phương Tây Ca. Rất vui được gặp lại các bạn. Các bạn đang xem series học vẽ AutoCAD online trên kênh monip.com. Ở các cái phần trước thì chúng ta đã học đến hết cái phần vẽ các cái hình học rồi. Vẽ đường line, vẽ các đường P-line. Chúng ta đã biết tạo các layer. Chúng ta đã biết sử dụng qua cái phần tạo dim. Từ cái phần hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng bắt đầu là đi học các cái phần là các lệnh hiệu chỉnh. Với các lệnh hiệu chỉnh thì mình cũng nói qua là có khá nhiều cái lệnh hiệu chỉnh các bạn có cần phải học. Do đó mình sẽ phải chia cái phần lệnh hiệu chỉnh này thành khoảng 4 video nữa để các bạn có thể theo dõi và kỹ lưỡng hơn trong các phần hướng dẫn. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với các cái lệnh sau. Ở đây chúng ta có cái lệnh move, copy, rotate, erase, lệnh explore và lệnh stretch. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu từng cái lệnh một. Về vị trí của các cái lệnh hiệu chỉnh thì các bạn có thể xem ở các cái thanh công cụ này. Thứ nhất là ở bên phía tay phải. Ở bên phía tay phải của mình đây, các bạn có thể xem ở bên này. Đây là cũng là một danh sách các lệnh hiệu chỉnh cơ bản thường dùng mà AutoCAD đưa ra cho các bạn. Tiếp theo là vào Modify. Trong này có đủ gần như hầu như tất cả các lệnh hiệu chỉnh các bạn có thể dùng. Lệnh hiệu chỉnh cơ bản. Còn về các lệnh hiệu chỉnh nâng cao thì chúng ta sẽ phải có một cái phần series khác để làm việc với những cái phần đó. Ok, vào cái lệnh đầu tiên chúng ta sử dụng lệnh move. Lệnh move là như nào? Lệnh move là lệnh di chuyển đối tượng. Theo như đúng tiếng Anh chính ra luôn thì nó là di chuyển. Thì chúng ta sử dụng cái lệnh move là như nào? Mình sẽ vẽ một đối tượng như này. Đây là một đối tượng của chúng ta. Bây giờ chúng ta muốn di chuyển cái đối tượng này đến một cái vị trí khác thì các bạn sử dụng lệnh move. Các bạn đánh M này. Đó, như trên màn hình các bạn có thể thấy, đánh M là move. Sau đó các bạn nhập lệnh một cách, dùng phím cách hoặc dùng phím Enter để nhập lệnh. Mỗi khi nhập lệnh là các bạn sẽ phải sử dụng một cái phím đó để nhập lệnh vào. Ok, chọn đối tượng, cách, bấm chọn cái điểm gốc, sau đó di chuyển đối tượng. Đó, đó là cách chúng ta sử dụng lệnh move. Đây, mình làm lại cho các bạn một cách nhanh hơn tí. Ok, về cái lệnh move thì chúng ta cũng có thể di chuyển cái hình này theo một cái đường xác định, có nghĩa là chúng ta đánh được cái khoảng di chuyển của cái đối tượng này. Đây, chọn này, di chuyển. Giả sử như di chuyển ở đây thì cái tỷ lệ mình đang sử dụng là hơi to, cho nên là mình sẽ di chuyển xa hơn một chút. Chúng ta sử dụng đây khoảng 20 mét chẳng hạn thì nó di chuyển đúng một cái khoảng đó cho các bạn. Ở đây các bạn có thể thấy. Đây, ok, đó là lệnh move. Lệnh move thì các bạn còn có thể di chuyển một cách tự do như này nữa, đó là các bạn khi các bạn không sử dụng F8 hệ tọa độ tương đối bật lên thì là hệ tọa độ tuyệt đối, nó chạy theo các cái trục như này. Thì các bạn muốn di chuyển theo một cái đường theo hệ tọa độ tương đối thì các bạn cũng có thể đánh đó, các bạn có thể đánh theo cái hướng như này. Ok, tiếp theo là lệnh copy. Lệnh copy thì các bạn chắc cũng có dùng rồi. Chúng ta đánh lệnh tắt là C. Đó thì nó sẽ hiện ra lệnh copy đây. Đó, copy là như nào? Là copy đối tượng. Copy đối tượng. Về thao tác thì thao tác các lệnh thì nó gần như là giống nhau. Chỉ có chức năng của chúng là khác nhau. Tùy theo từng cái mà các bạn sử dụng. Đây, lệnh copy là như thế này. Đó, copy này. Copy các đối tượng, pick vào đâu thì nó copy đến đoạn đó. Ok, vừa rồi mình cũng vừa sử dụng cái lệnh xóa. Lệnh xóa thì chúng ta sử dụng như nào? Giả sử như mình copy một đống như này. Ở phần trước mình đã có nói với các bạn rồi. Lệnh xóa rất hay sử dụng. Chúng ta cứ vẽ sai hoặc chúng ta muốn loại bỏ một đối tượng nào đó thì chúng ta sử dụng lệnh xóa. Đánh E này thì nó sẽ ra cái lệnh này. Ok, chọn cái lệnh, chọn đối tượng cần xóa. Nhập lệnh để nó xóa các đối tượng nó đi. Với lệnh copy các bạn còn có thể coi như cái lệnh xóa này là chúng ta đã biết cách sử dụng rồi thì chúng ta sẽ bỏ qua nó. Ok, ở các cái phần trước là mình cũng đã có hướng dẫn bạn rồi, các bạn rồi, cho nên là những cái lệnh mà đơn giản thì các bạn có thể tìm hiểu thêm hoặc là thao tác thêm. Ok, lệnh copy thì chúng ta còn có một cái cách như thế này nữa. Giả sử mình copy cái đối tượng này ra kết hợp với cái phần bắt điểm thì các bạn có thể tạo thành một cái các cái đường nó cách đều nhau như thế này. Đây, các bạn có thể thấy thao tác trên màn hình.
giả sử như mình copy ra cái này, đoạn này một đường như này đó, thì mất thêm vài thao tác nữa các bạn có thể tạo ra được một các cái hình đều nhau như thế này. Ok, nó kết hợp với lệnh bắt điểm, kết hợp với cái phần bắt điểm mà chúng ta đã theo dõi ở phần trước, các bạn biết rồi. Ok, bây giờ là đến rotate. Rotate là một cái lệnh để chúng ta xoay đối tượng. Lệnh tắt của rotate là R này, RO. Lệnh tắt của rotate là RO. Đó, các bạn chọn đánh RO thì nó hiện ra một cái lệnh như này. Bây giờ các bạn chọn đối tượng, chọn điểm để gốc, để chọn điểm tâm để xoay, bật F8 để các bạn nhìn rõ hơn. Đây, thì các bạn xoay bao nhiêu độ thì các bạn đánh vào đó. Giả sử như mình muốn xoay một cái góc 45 độ, thì ở các cái phần trước các bạn đã biết chúng ta tính góc nó như thế nào rồi. Giả sử như đây mình sẽ tính căn theo cái mặt phẳng này 45 độ, như là nó mở theo một cái đường ngược chiều kim đồng hồ lên, mình sẽ đánh 45 này. Đó thì nó xoay theo đúng cái chiều kim đồng hồ. Còn nếu mà các bạn muốn xoay theo chiều ngược kim đồng hồ thì các bạn làm là -45. Đây, -45. Đó, cho nó sẽ tính theo đúng cái phần kè này, cái phần mặt phẳng này, và nó tính tại điểm tâm mà các bạn xoay, sau đó nó xoay đi. Rotate còn làm được một cái hay ho nữa là cho phép các bạn copy đối tượng, vừa xoay vừa copy. Giả sử như mình sử dụng rotate này. Đó, mình chọn xong, chọn đối tượng. Chọn đối tượng. Pick điểm. Ở đây các bạn sẽ thấy cái hướng dẫn ở dưới cho phép các bạn chọn đối tượng. Giả sử như mình nhấn C này. Đó, mình bật này lên, mình nhấn C chẳng hạn, mình chọn C. Đó. Bây giờ mình chọn một cái góc quay tương đối, chọn như này thì nó sẽ copy cái đối tượng đó. Ok. Tiếp theo của chúng ta lệnh xóa. Lệnh xóa lúc nãy chúng ta đã tìm hiểu rồi, và mình cũng thao tác liên tục cái lệnh xóa này, thì chúng ta sẽ không nói đến cái lệnh xóa này nữa. Ok, lệnh explore. Lệnh explore thì sử dụng như thế nào? Explore là cái lệnh mà phá khối. Giả sử như đây là cái một cái khối của các bạn này. Đây là một cái khối hình rectangle. Thì bây giờ cái khối này được tạo thành bởi nhiều cái đoạn thẳng như này, nhưng mà nó đang gắn liền với nhau. Lệnh explore có thể xóa, có thể phá cái khối này ra. Mình sẽ sử dụng lệnh đó cho các bạn xem. Các bạn đánh X này. Đó, enter cái. Chọn đối tượng rồi đúng không? Xong đánh X đúng không? Đấy, thì nó sẽ tạo thành một cái như này. Các cái đối tượng rời rạc như này, phá khối nó ra. Đó là lệnh explore. Trong những trường hợp mà các bạn sử dụng thì lệnh explore này cho phép các bạn phá khối. Còn một cái lệnh nữa cho phép các bạn nhập các cái phần này thành một cái khối. Có nghĩa nó gắn liền với nhau. Thì cái lệnh này là một lệnh dạng nâng cao và nó có rất nhiều lựa chọn cho các bạn. Cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn ở một cái phần video sau. Tiếp theo chúng ta đến với lệnh. Chúng ta xem explore còn cái phần, còn cái lựa chọn nào nữa không. Giả sử như mình vẽ một cái đối tượng hình như này. Mình sử dụng lệnh explore. Chọn đối tượng, cách. Trong explore thì chỉ có vậy thôi, là phá khối, chức năng của nó là như vậy. Ok, bây giờ đến cái lệnh stretch. Stretch là cái lệnh kéo giãn đối tượng. Vậy thì lệnh kéo giãn đối tượng có được sử dụng trong những trường hợp như kiểu như thế nào? Giả sử như mình có một cái hình, mình vẽ một cái hình chính xác nhá. Như ở phần trước mình vẽ 4.000 này, 8.000 này. Đó, một cái hình thẳng như thế này. Đúng không? Dùng lệnh move của mình này. Giờ mình rotate này. Rotate, xoay này. Đó, các bạn có thể xoay như thế này. Rất dễ dàng. Mình đã kết hợp thêm các lệnh rồi. Bây giờ dùng lệnh stretch. Giả sử như cái thằng này của mình, các bạn đang thấy, nó đang là 4.000 nhân với 8.000. Thế bây giờ mình muốn nó tăng cái chiều này lên thành 10.000. Thì mình dùng cái lệnh stretch này. Bạn đánh lệnh S này. Đó, nó sẽ hiện như này. Quét cái phần mà các bạn muốn kéo giãn. Đó, quét cái phần các bạn muốn kéo giãn. Cách cái, chọn điểm gốc để đưa. Sau đó các bạn đưa đi như này. Đánh thêm cái khoảng cách mà các bạn muốn đưa, 2.000 chẳng hạn. Đó, thì bây giờ các bạn kiểm tra này. Đấy, các bạn sẽ thấy là cái phần này của bạn, nó đã chạy theo một cái đường mà các bạn xác định. Với explore thì các bạn có thể bắt được các cái góc. Giả sử như vừa rồi mình bắt như thế này đúng không? Thì mình đưa được như này. Giả sử như mình chỉ bắt đúng cái góc này thôi, góc phần tư này,
thì nó chỉ đưa cái phần góc đó đi cho các bạn thôi. Đó các bạn sẽ thấy này, nó là như vậy. Ở trong các cái lệnh thì mình đã có giới thiệu thêm cho các bạn một cái chức năng nữa, là cái chức năng là chúng ta có thể bỏ bớt đối tượng. Giả sử như một một cái mà nó nhiều như thế này, nhiều đối tượng như thế này chẳng hạn. Đó, mình dùng thêm các lệnh nha. Đấy, nhiều đối tượng như này chẳng hạn. Giả sử như cái khi mà các bạn quét, dùng lệnh này, giả sử lệnh mu này, các bạn quét đối tượng này, nhưng mà có cái đối tượng các bạn quét nhầm chẳng hạn, các bạn muốn rời bỏ cái phần đối tượng nhỏ đi chẳng hạn, các bạn giữ shift này, chọn đối tượng thì nó sẽ tách cái phần đối tượng chọn đó ra, nghĩa là bỏ chọn cái đối tượng đó và các bạn chỉ mua hai cái đối tượng nhỏ này thôi. Đó. Này, tất cả các lệnh đều có thể làm được như vậy, kể cả các cái lệnh xóa, lệnh xóa này. Đó, E này, chọn tất cả này. Bây giờ muốn bỏ đi. Giữ shift. Đó, trừ các cái phần này đi. Xóa, đó. Thì cái trừ đối tượng này còn một cái cách nữa cho các bạn. Giả sử như mình chọn ở đây này, C đi, copy đi, chọn như này. Đó, bây giờ bạn muốn trừ mà các bạn không muốn dùng shift thì các bạn có thể dùng phím R. Đó, cách một cái thì các bạn trừ như này, không muốn nhấn phím shift, trừ như này. Đó, trừ đi thì các bạn chỉ lấy cái đối tượng mà các bạn chọn thôi. Ok. Vậy là về cơ bản các bạn đã có thể tìm hiểu được các cái phần lệnh ở đây rồi, lệnh move, lệnh copy, rotate, erase, lệnh explore và stretch. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công các cái phần. Chúng ta sẽ có thêm các phần thực hành, mình sẽ làm riêng các phần thực hành cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.